Morning Việt Nam. Chị Bí Đỏ mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Good Morning Việt Nam rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi bác sĩ trám răng cho bệnh nhân với Dr. Drew and Phil. Và đây là hộp đồ chơi của chúng ta. Hộp đồ chơi này gọi là Dr. Drew and Phil của hãng Play-Doh. Rất là nổi tiếng. Với cái đồ chơi này thì chúng ta sẽ chơi trám răng, khám răng cho bệnh nhân. Và đây là mặt trước của hộp đồ chơi. Đây là mặt sau của hộp đồ chơi. Chúng ta sẽ có từng bước hướng dẫn. Và bây giờ chúng ta hãy mở hộp đồ chơi này ra nhé. Và đây là tất cả những đồ chơi bên trong hộp. Chúng ta có một cái máy khoan để khoan răng, để khoan những cái răng mà có cái lỗ sâu thì chúng ta sẽ khoan và trám răng. Chị Bí Đỏ đã để pin vào rồi, các em có thể nhấp vào đây. Một bàn chải đánh răng, các em để đắt nặng lay đồ vào đây và ép ra để tạo thành kem đánh răng. Cái này là cái gương dùng để khám răng và cái này là cái dùng để tạo những cái niềng răng. Một cái đầu gấp răng. Chúng ta có ba hũ đắt nặng màu xám, màu đỏ và màu trắng. Chúng ta có một cái mẫu để tạo răng, cái khuôn để tạo răng. Và đây là bệnh nhân của chúng ta hôm nay. Bệnh nhân này không biết là tên gì, nhưng mà chị Bí Đỏ sẽ đặt tên cho bạn này là bạn bạn Bi đi ha. Bạn Bi này già quá, có râu nè. Đây là hàm trước của hàm trên của bạn Bi. Chúng ta sẽ làm những cái răng và gắn vào đây. Và đây là hàm dưới của bạn Bi. Bây giờ chị Bí Đỏ sẽ gắn hàm trên và hàm dưới lại cho bạn Bi nhé. Và đặt bạn Bi vào bệ này. Đúng rồi. Bây giờ chị Bí Đỏ sẽ tạo cái lưỡi cho bạn Bi. Chúng ta sẽ để đắt nặng lay đồ vào đây và ép ra nhé. Chị Bí Đỏ sẽ dùng màu đỏ. Chúng ta sẽ ép lưỡi của bạn Bi ra. Wow. Đây là lưỡi của bạn Bi các em. Lưỡi rất là to. Chúng ta sẽ làm một lần nữa nhé. Đây, đây là lưỡi của bạn Bi. Lưỡi rất là dài. Đó. Lưỡi rất to. Bây giờ chúng ta sẽ làm răng cho bạn Bi nhé. Đây là những cái răng chị Bí Đỏ đã tạo bằng cái khuôn này. Chúng ta sẽ dùng màu trắng để mình làm răng. Đây, đây là một cái răng rất đẹp, rất là trắng.
Chúng ta sẽ làm răng hư cho bạn Bi bằng nhiều đắt nặng màu xanh, màu đỏ, màu xám để làm răng sâu cho răng hư cho bạn Bi. Đó trộn lại như thế này và ép ra. Đây, đây là hàm răng của bạn Bi. Quên nữa, hàm răng này thiếu một cái. Đúng, đúng rồi, ta gắn vào đây. Đây là hàm răng của bạn Bi. Răng dơ quá đi. Răng có rất là nhiều cái bị hư. Bây giờ chúng ta sẽ khám răng cho bạn Bi nhé. Chúng ta sẽ dùng cái bàn chải đánh răng trước. Chúng ta sẽ tạo kem đánh răng bằng cách ép nó vào như thế này. Đây, đấy là kem đánh răng. Răng của bạn Bi rụng hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh răng nhé. Đánh răng. Đánh bên trong nữa. Rồi, chúng ta đánh răng xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khám răng cho bạn Bi. Chị Bi Đỏ sẽ dùng cái gương này khám nha, coi bạn Bi có bị sâu răng không. Chị Bi Đỏ thấy một lỗ sâu răng ở đây. Các em có thấy không? Răng này tốt. À, bên đây nữa. Wow, bên đây một lỗ sâu răng rất là to. Và bên đây nữa. Chúng ta khám hàm trên nào. Hàm trên. Ba cái răng này rất tốt. Hàm trên thì có rất là nhiều cái bị hư. Bây giờ chị Bi Đỏ sẽ khoan những cái lỗ sâu răng nhé. Đây nữa. Và trên đây nữa. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ trám răng cho bạn Bi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gấp những cái răng hư ra nhé. Các em có thấy răng hư không? Răng hư, à ở đây. Răng này quá hư rồi. Chúng ta phải gấp bỏ thôi, nhổ bỏ thôi. Một. Hai. Cái răng này do ăn kẹo nhiều quá mà không đánh răng nè các em. Nó sẽ bị hư như thế này, bị hỏng răng nè. Nó sẽ đổi màu rất là xấu xí. Ba. Rồi bây giờ bạn Bi của chúng ta sẽ xuống răng. Không có răng. Không có răng ba cái hàm trên. Bây giờ chúng ta sẽ trồng răng
trồng răng giả cho bạn Bi nhé. Chị biết đó sẽ trồng một cái răng giả vào đây, một cái nữa vào đây, và bây giờ chúng ta sẽ làm cái niền răng để niền hàm dưới và hàm trên cho bạn Bi nhé. Bạn Bi ơi, sắp xong rồi. Bạn Bi có đau không nè? Wow, răng của bạn Bi bây giờ rất rất là đẹp. Em hãy nhìn đây, wow. Và các em nhớ nha, khi mà các em ăn kẹo, ăn bánh ngọt xong thì mình phải đánh răng. Và đánh răng một ngày 2 lần, nếu không đánh răng á thì sẽ giống như răng của bạn Bi hôm nay. Để đi nha sĩ rất là đau, nhổ răng, trám răng là rất là đau và rất là cực cho bố mẹ. Video của chị Bí Đỏ hôm nay đến đây là hết rồi các em. Mến chúc các em có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.